Cảnh sát Lithuania cho biết Đại sứ quán Nga tại Vilnius đã bị ném bom xăng hai đêm liên tiếp. Theo đài RT, người phát ngôn Cảnh sát Lithuania, ông Ramūnas Matonis, xác nhận các vụ tấn công bằng bom xăng nhằm vào Đại sứ quán Nga ở Vilnius diễn ra vào đầu ngày 7 và 8 tháng 4, từ 2 đến 3 giờ sáng, giờ địa phương. Ông Matonis thông tin thêm một trong các bức tường của tòa nhà này đã bị hư hại. Các nhà điều tra chưa xác định được nghi phạm và hiện không có bằng chứng nào về động cơ đằng sau các vụ ném bom xăng này. Lực lượng cảnh sát thành phố đang xem xét tăng cường an ninh bên ngoài Đại sứ quán Nga. Theo truyền thông địa phương, khu nhà này thường được cảnh sát bảo vệ vào ban ngày, còn các lối vào được giám sát liên tục qua camera. Lithuania thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO và là nước ủng hộ mạnh mẽ Kiev trong cuộc chiến Nga. Ukraine từ lâu cáo buộc Moscow theo đuổi các chính sách thù địch và đe dọa an ninh quốc gia của nước này. Năm 2022, Hội đồng thành phố Vilnius quyết định đổi tên con đường nơi đặt cơ quan đại diện ngoại giao của Nga thành đường Anh hùng Ukraine. Gần đây, Lithuania thông báo sẽ gửi 3.000 máy bay không người lái cho Ukraine. Lithuania đã hỗ trợ tương đương tới 1,5% GDP nước này cho Ukraine từ tháng 2 năm 2022, thuộc nhóm viện trợ cho Ukraine tích cực nhất.